Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với vận động viên xe đạp thể thao chuyên nghiệp Trịnh Đức Tâm, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ tập đoàn Lộc Trời. Vận động viên Trịnh Đức Tâm sẽ có những chia sẻ về quá trình tập luyện thi đấu của bản thân, đồng thời đưa ra những gợi ý về dinh dưỡng cho một vận động viên xe đạp chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Trong phần tư vấn và chỉ dẫn, Trịnh Đức Tâm sẽ hướng dẫn tới khán giả cách tập luyện xe đạp tại nhà với thiết bị chuyên dụng Rulo. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm nhà vận động viên Trịnh Đức Tâm tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện đời thường của vận động viên nổi tiếng này. Thưa quý vị, đối với những người đam mê, yêu thích môn thể thao xe đạp, cái tên Trịnh Đức Tâm đã vô cùng quen thuộc. Trịnh Đức Tâm sinh ra và lớn lên tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Đây là một vận động viên xe đạp nổi tiếng đã từng tham gia thi đấu tại nhiều giải trong nước và quốc tế. Trịnh Đức Tâm sinh năm 1990 tại thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Với tài năng về thể dục thể thao, năm 2007, Trịnh Đức Tâm đã được gọi lên tập huấn tại câu lạc bộ xe đạp Hà Nội và chính thức bước vào con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp môn thể thao xe đạp. Cùng năm đó, Trịnh Đức Tâm đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong giải vô địch trẻ quốc gia. Từ năm 2007 đến năm 2019, Trịnh Đức Tâm thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Giai đoạn 2011-2015, anh khoác áo thi đấu các giải tour cho ADC Truyền hình Vĩnh Long. Từ năm 2016 tới nay, Trịnh Đức Tâm khoác áo thi đấu cho đội Lộc Trời An Giang và hiện đang thuộc biên chế chính thức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. Trịnh Đức Tâm cũng là vận động viên thường xuyên được gọi tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế từ năm 2010 đến năm 2022. Cho tới nay, Tâm đã đạt rất nhiều huy chương trong các giải đấu trong nước và quốc tế. Một số thành tích ấn tượng của Tâm như một huy chương bạc vô địch châu Á năm 2013, một huy chương vàng SEA Games năm 2013, ba huy chương đồng trong các kỳ SEA Games 2015. Đối với bộ môn xe đạp, đối với Tâm hiện tại bây giờ thì nó coi như là gần như là một cái công việc của Tâm hàng ngày, được tập luyện, được thi đấu, đi thi đấu ở các rất là nhiều nơi trong nước cũng như là các giải quốc tế để Tâm có thể cống hiến thi đấu để mang lại thành tích cho cá nhân cũng như là cho quốc gia Việt Nam hay những cho câu lạc bộ của Tâm. Và trong tương lai sau khi nếu khi giải lệ người giải nghệ ra thì Tâm cũng mong muốn là tiếp nối cái niềm đam mê của mình bằng sẽ trở thành một huấn luyện viên và sẽ cố gắng sẽ mở thêm một shop bán đồ quần áo trang phụ kiện xe đạp để cho mọi người cùng đam mê có thể trang bị cho mình những trang bị tốt nhất để có thể tập luyện và thi đấu. Tâm cũng rất muốn góp sức của mình để có thể giúp phát triển cho các câu lạc bộ xe phong trào ở tỉnh Hưng Yên để có thể sánh ngang với các câu lạc bộ đã phát triển rất từ lâu từ như ví dụ như Hà Nội hay những câu lạc bộ trong miền Nam. Thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ, đối với bất kỳ vận động viên thể thao bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp nào thì việc duy trì tập luyện luôn là yếu tố vô cùng quan trọng. Đối với bộ môn xe đạp, để giúp vận động viên có thể rèn luyện trong những ngày không thể ra ngoài tập luyện, đã có những dụng cụ hỗ trợ vận động viên. Thậm chí vận động viên còn có thể ngay tại nhà thực hiện những cuộc đua xe đạp với nhiều vận động viên khác trên toàn thế giới. Đó chính là máy đạp xe trong nhà Rulo. Máy đạp xe trong nhà Turbo Trainer hay ở Việt Nam quen gọi là Rulo đang trở thành phong trào trong giới đạp xe, nhất là sau giai đoạn dịch Covid-19 kéo dài. Đây là lựa chọn tiết kiệm chi phí nhất và bạn có thể tận dụng chiếc xe đạp bạn đang có. Không cần cài đặt hay tìm hiểu gì về ứng dụng, bạn chỉ cần gắn xe lên Rulo, đạp xe và tận hưởng âm nhạc, hay vừa đạp vừa xem chương trình TV yêu thích. Rulo có nhiều loại nhưng thường có 3 loại chính là nam châm, magnetic trainer, chất lỏng, fruit trainer và thông minh Smart Trainer. Đa số Rulo thông minh hiện nay đều có chức năng giúp người tập tương tác với ứng dụng và các chương trình đạp xe, tốc độ, lực đạp như khi bạn đạp ngoài đời thật nhưng là trong không gian ảo. Bạn hãy tưởng tượng như mình đang chơi game nhập vai ngay tại nhà, không giới hạn thời gian và bạn có thể thoải mái chơi bất cứ lúc nào. Với một số ứng dụng về đạp xe có thể dễ dàng cài đặt, bạn có thể đạp một mình hoặc tham gia vào các cuộc đua hay kết nối với bạn bè, trao đổi và đạp xe cùng nhau. Tùy chọn tạo hình đại diện cá nhân theo ý thích và săn các giải thưởng thường xuyên được tổ chức trên đây. Khi chọn mua Rulo, bạn cần cân nhắc các yếu tố như giá cả, lực cản, mức độ tiếng ồn khi đạp, độ bền chắc, khả năng tương thích với loại xe đạp của bạn như thắng vành, khóa mở nhanh hay thắng đĩa. Một chiếc Rulo cơ bản có giá từ 3 triệu đến hơn 10 triệu đồng. Một chiếc Rulo thông minh khoảng trên 10 triệu
và có thể lên đến hơn 70 triệu nếu đi kèm luôn cả xe đạp thông minh. Sau đây thì Tâm sẽ giới thiệu với các bạn, đây là một cái Zulo điện để giúp Tâm sau những buổi tập nặng hoặc những buổi trời mưa mà Tâm không thể ra đường tập luyện được, thì Tâm sẽ lên đạp Zulo này để có thể tập tại nhà duy trì hàng ngày. Nên đặc điểm nổi bật này ở trên cái Zulo này thì nó vẫn đầy đủ các thiết bị và sang số như bình thường. Thì đây cái bộ chuyển động của nó thì nó dạng như một cái dây cu loa. Mình phải dùng sức mạnh nhiều thì nó mới giúp mình cái bánh xe đi lên thì mình tập luyện tốt. Mình tháo cái bánh sau ra mình gắn trên cái lô này, sẽ mình gắn một cái clip vào như ở một bánh xe. Ví dụ bộ chuyển động xe mình clip 10 hay clip 11 thì mình sẽ gắn vào cái lô này. Mỗi lần đạp trên Zulo này Tâm sẽ tốn nhiều calo hơn đi tập ở ngoài đường. Khi Tâm đạp xe như này thì lực của mình đạp bao nhiêu thì nó sẽ hiện hết lên trên cái điện thoại này, thì mình có thể mình biết mình căn sức của mình theo. Ví dụ một lộ trình một buổi tập của Tâm lên setup thì nó khoảng 50 km, thì Tâm sẽ phải đạp và căn sức của mình để theo các đối thủ. Cái Zulo này nó hay cái là khi mình đạp thì nó trên đây mình có thể kiểm soát được cái lực đạp của mình và cái nhịp tim hay cái vòng tua chân của mình. Thì một huấn luyện viên chuyên nghiệp như Tâm thì phải cần quan sát và kiểm soát tốt nhất những cái vòng tua hay cái lực watt mình phải bung ra để mình căng được cái sức của mình trong cái buổi tập đó. Ví dụ 150 km thì khi đó mình sẽ phải duy trì ở trong khoảng bao nhiêu watt để mình tập luyện tốt nhất trong cái buổi tập đó. Cái này là một chiếc Zulo thông minh để nó sẽ kết nối với tất cả các vận động viên nước ngoài, vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên quốc tế. Thì anh em có thể lên đây tạo một cái app ra và anh em có thể đua, đạp luyện, tập luyện giao lưu với nhau ngay trên cái Zulo này, gọi là thực tế ảo. Trên app này thông minh nó có rất nhiều cái dạng bài test để giúp vận động viên có thể biết được cái ngưỡng của vận động viên ở cái điểm nào. Khi đạp ở trên app này thì mình sẽ có thể đạp tất cả các cung đường trên thế giới. Tâm thấy cái này nó hay cái nữa là nó có cả các lộ trình leo đèo, đèo dốc. Thì khi ngay là mình đạp ở trên Zulo ở nhà này thì mình vẫn được leo đèo dốc, thì mình thấy nó rất là hữu ích cho vận động viên chuyên nghiệp như Tâm. Đây là một cái Zulo thông minh, nó rất là tuyệt vời. Để trở thành một vận động viên thể thao bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp có thể lực tốt, ngoài việc tập luyện điều độ, dinh dưỡng cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Trong chương trình hôm nay, vận động viên Trịnh Đức Tâm sẽ chia sẻ tới quý vị một số lưu ý về chế độ dinh dưỡng cho vận động viên xe đạp. Sau đây tôi sẽ xin chia sẻ với quý vị một số kiến thức về dinh dưỡng dành cho các vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Đối với vận động viên chuyên nghiệp như Tâm thì hàng ngày Tâm sẽ tập trung vào 3 bữa ăn chính, sáng, trưa, tối, và sẽ chia ra thêm khoảng 2 đến 3 bữa phụ. Những bữa ăn chính thì ban huấn luyện cũng sẽ tính toán theo những cái một chặng đua hay một buổi tập đấy để có thể bù đắp lại cho vận động viên những cái bữa ăn, những thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng đó. Ví dụ như trong bữa ăn chính thường có những cái chất dinh dưỡng tốt nhất là rau củ quả và cá, thịt bò hay hải sản. Bữa phụ thì tùy theo mỗi vận động viên, như Tâm thì Tâm sẽ ăn sữa chua có thể giúp Tâm tiêu hóa tốt, hoặc là chuối, hoa quả. Tâm rất thích ăn hoa quả và chuối là một cái thực phẩm hoa quả có dinh dưỡng tốt nhất cho vận động viên xe đạp. Đối với vận động viên chuyên nghiệp thì những cái thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày thì tối kỵ nhất là nhiều dầu mỡ. Nó sẽ làm ảnh hưởng tới vận động viên, làm khó tiêu hóa hay là làm tăng cân lên rất là nhanh. Vì nếu cân lên cân nặng thì Tâm sẽ ra tập luyện và khi lên leo đèo thì Tâm sẽ rất là khó khăn hơn các vận động viên khác.
ngoài những cái bữa ăn chính ra thì Tâm sẽ dùng thêm một số cái dinh dưỡng. Cái những cái thực phẩm dinh dưỡng này thì đặc trưng là khi dành cho vận động viên thì nó sẽ không có nhiều lượng đường. Đổi lại thì nó sẽ, người ta nghiên cứu sẽ có đầy đủ các chất dinh dưỡng và bù đắp lượng calo để cho tốt cho vận động viên trong lúc tập luyện và thi đấu. Cũng một như một dạng sữa thì Tâm sẽ sử dụng cái dạng sữa đấy để có thể giúp Tâm có đầy đủ chất dinh dưỡng. Và thứ hai đó là thêm một số cái thực phẩm ăn trên trong lúc tập hay thi đấu thì nó có dạng ăn nhanh, đó là gói gel hay là cái thanh bao ba để Tâm ăn uống trên đường tập luyện sẽ không bị đói. Tập luyện trên đường thì chúng tôi không thể dùng toàn bộ nước trắng vì khi đó vận động viên sẽ mất rất là nhiều nước và năng lượng, nên là chúng tôi sẽ phải dùng thêm một số loại nước như nước đường hoặc là nước mía. Sẽ có những cái loại trong đóng túi như thế này thì giúp vận động viên mang trên đường đua tập luyện tốt nhất. Và thứ hai là cái nước đường pha trước khi đi tập thì giúp vận động viên có một cái thể trạng và cái tinh thần hưng phấn nhất. Thứ ba nữa là sẽ sử dụng thêm một cái phẩm như dạng như là whey protein. Khi mà vận động viên tập luyện thì những lớp cơ, các tế cơ nó sẽ bị vỡ và nó tổn thương, thì khi đó vận động viên sẽ phải dùng cái lượng đường này để bổ sung lại cái BCAA, cái calorie và rất nhiều cái vitamin. Nó dạng như dạng bột pha để giúp vận động viên không bị đau nhức cơ và nó sẽ tái tạo những lớp cơ mới. Trên đây tôi đã chia sẻ với các bạn một số kiến thức về dinh dưỡng dành cho vận động viên thể thao. Và xin kính chúc quý vị và các bạn tập luyện thể thao một cách lành mạnh và mang lại sức khỏe tốt nhất. Thưa quý vị, Trịnh Đức Tâm tham gia tập luyện và thi đấu môn xe đạp thể thao từ thời còn niên thiếu. Điều đó đồng nghĩa với việc Tâm thường xuyên xa nhà. Và trong những lời chia sẻ với chúng tôi, Tâm luôn thể hiện sự biết ơn với gia đình, nơi có những thành viên luôn là hậu phương vững chắc, giúp anh có thể an tâm theo đuổi ước mơ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng về thăm gia đình vận động viên Trịnh Đức Tâm tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Chấn thương trong quá trình tập luyện vào cuối năm 2022, Trịnh Đức Tâm trở về quê nhà dưỡng thương. Đây cũng là thời gian hiếm hoi trong gần 17 năm gắn bó với môn thể thao đạp xe đạp. Anh sống cùng với gia đình thời gian dài như vậy. Là con trai duy nhất, Tâm mang theo nhiều kỳ vọng của gia đình về con đường sự nghiệp. Thế nhưng, khi thấy con trai quá yêu thích thể thao, bố mẹ anh cũng đã thấu hiểu và đồng cảm, ủng hộ con hết mình. Giai đoạn Tâm vừa gia nhập câu lạc bộ Hà Nội năm 2007, bố Tâm còn không may gặp tai nạn rất nặng. Nhưng để con yên tâm tập luyện thi đấu, mẹ anh đã giấu con một mình, vừa gồng gánh chữa trị cho chồng, vừa động viên con rèn luyện. Em đi đúng cái ngày đi ông bị tai nạn đấy, thì gia đình vẫn giấu em, cho em đi thì cũng băn khoăn lắm, nhưng mà sao bảo thôi, cũng cố gắng. Em nó quyết định đi thì cũng cho nó đi thôi. Bác nắm nút và nhìn thấy em thì cũng nhìn thấy em nhớ lắm, mà cũng thương con, nắm nút cũng chảy nước mắt ra, nhưng mà cũng thôi để cho em đi theo con đường của em đã chọn. Chồng thường xuyên xa nhà, cha mẹ già, rồi lần lượt hai đứa con nhỏ đều do một tay vợ anh chăm sóc. Thế nhưng, vợ anh chưa từng than trách mà luôn động viên chồng toàn tâm toàn ý tập luyện và thi đấu, tiếp tục chinh phục những con đường đua mới. Thực ra thì em trước kia cũng là một vận động viên bóng chuyền ấy, thì cũng xa nhà lâu và cũng hiểu được cái cảm nhận và đồng cảm được với người chồng cùng sinh nghiệp với mình. Đôi khi ở nhà của mình lúc sinh con đẻ cái cũng có thủ thân, nhưng mà cũng phải tự dặn, cố dặn lòng, phải động viên, vừa phải động viên bản thân mình, vừa động viên chồng mình để chồng mình cố gắng yên tâm thi đấu. Trở về sau chuỗi ngày xa nhà, Trịnh Đức Tâm ngoài thời gian tập luyện luôn dành thời gian nhiều bên gia đình và những người thân yêu. Đối với anh, đây chính là những hậu phương vững chắc, là điều kiện tiên quyết để anh đã và sẽ tiếp tục theo đuổi con đường vận động viên xe đạp thể thao chuyên nghiệp mà anh đam mê. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.